Trong số rất nhiều tỉnh thành trên cả nước thì Thanh Hóa trở thành tỉnh có số bội chi quỹ bảo hiểm y tế đứng thứ hai trên cả nước, chỉ sau Nghệ An với con số lên tới 750 tỷ đồng. Vì sao lại có thực trạng này? Và đặc biệt vấn đề bội chi ở Thanh Hóa nói riêng cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyền lợi của người dân? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Mặc dù chỉ mắc viêm mũi họng cấp trên nền bệnh tiểu đường, thế nhưng bệnh nhân này được chỉ định nằm viện đến 13 ngày. Đáng nói hơn là trong số những ngày nằm nội trú, bệnh nhân chỉ được điều trị bằng thuốc viên, mà những loại thuốc này hoàn toàn có thể uống tại nhà theo đơn của bác sĩ. Theo Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, đây chỉ là một trong số hồ sơ bất thường mà cán bộ giám định Bảo hiểm xã hội phải xem xét lại. Một cơ sở khám chữa bệnh khác nữa trên địa bàn khi chúng tôi đi kiểm tra thì ngoài cái ngày giường điều trị kéo dài thì còn chỉ định không hợp lý về xét nghiệm, về chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Trong khi đó, theo thống kê 6 tháng đầu năm 2018, số tiền chi vượt quỹ bảo hiểm y tế của tỉnh Thanh Hóa là 749 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với 6 tháng đầu năm 2016. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều cơ sở y tế chỉ định thực hiện các dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cao hơn rất nhiều lần so với bình quân chung của cả nước. Hiện chi phí xét nghiệm bình quân chung của cả nước là 11,7%, của tỉnh Thanh Hóa lên tới 13,8%. Trong đó, một số bệnh viện đã có chi phí chỉ định rất cao như Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 32,4%, Bệnh viện Đa khoa Lang Chánh 20%, Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa 22%. Bên cạnh đó, tại các cơ sở y tế này còn phổ biến tình trạng áp giá dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế, giá ngày giường sai, tăng đột biến số người vào điều trị nội trú trong khi cơ cấu bệnh tật không có biến động, không có thông báo dịch bệnh trên địa bàn. Cũng còn một số cơ sở khám chữa bệnh là chỉ định, các cái chỉ định về xét nghiệm như sinh hóa là chưa phù hợp với chẩn đoán. Trong những nguyên nhân làm gia tăng chi phí là cái thuốc, nó bất cân đối giữa các nhóm thuốc. Cái nhóm thuốc này sử dụng nó cũng cao hơn bình quân chung toàn quốc. Những cái nhóm bệnh mà vào viện điều trị nội trú đó thì 6 tháng đầu năm thì giả soát thì có tạm thời chưa thanh toán khoảng 80 tỷ. Thế nhưng theo lý giải của các bệnh viện, việc gia tăng bộ chi quỹ bảo hiểm y tế không hẳn là do số lượng bệnh nhân tăng hay do phía các bệnh viện, mà thực tế là do dịch vụ phát triển, chi phí cho các dịch vụ mới cao hơn nhiều so với trước đây. Trong khi đó, số kinh phí dự toán giao cho các bệnh viện hiện nay chỉ bằng 2/3 chi phí cho công tác khám chữa bệnh năm liền kề. Do vậy, dẫn đến tình trạng mức chi vượt quá mức giao. Thế là cái nhu cầu giống bản thân chúng ta thôi, ốm đau thì phải được khám, được điều trị. Đúng không? Mà vấn đề đó là nhu cầu chính đáng. Còn tại sao mà quỹ vượt vì thế này? Cái thông tư 37 ra đời thì rõ ràng trước kia thì cái giá viện phí nó thấp. Bây giờ thì giá nó tăng lên. Rồi cơ cấu giá bao gồm cả lương và công trong đấy nữa. Trước kia chỉ một phần thôi, bây giờ là bảo hiểm phải thanh toán cả cái phần đấy. Thì mà trong đó mức đóng nó không tăng. Giá viện phí thay đổi. Trước đây là thông tư 37, bây giờ là thông tư 15. Cái thứ hai là số lượng thẻ bảo hiểm y tế ở Thanh Hóa cũng đã so với năm trước thì tăng khoảng 10-15%. Thì hiện nay khoảng 85,6% người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì mệnh giá thẻ của Thanh Hóa thấp hơn so với toàn quốc. Tranh cãi giữa ngành y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa nói riêng và tại nhiều địa phương khác nói chung vẫn chưa có hồi kết. Và trước khi cả hai ngành đưa ra được những biện pháp giải quyết triệt để vấn đề này, thì người bệnh lại là đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng. Khi mà coi như là các cái cơ sở y tế mà bị treo cái tiền dịch vụ y tế lên, cái quỹ bảo hiểm lên thì thực ra là người ta sẽ khó khăn trong cái việc mà mua sắm thuốc men và các cái vật tư y tế để phục vụ người bệnh. Trước cái thông tư 41 thì có thông tư số 09 là quy định là chi phí khám chữa bệnh ở tuyến xã tối thiểu là 10% quỹ khám chữa bệnh. Như vậy là từ chỗ mà chúng ta quy định là tối thiểu thì từ năm 2015 thì chúng ta lại quy định là đấy là mức tối đa. Với quy định này thì qua khảo sát thì rất hạn chế việc cung ứng dịch vụ ở trạm y tế xã. Trước thực trạng này,
Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 15 thay thế cho thông tư liên tịch số 37, trong đó giảm giá nhiều loại dịch vụ y tế. Thông tư mới này được kỳ vọng là một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng quỹ bảo hiểm y tế bị trục lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù lộ trình điều chỉnh viện phí hướng tới mục tiêu tính đúng tính đủ, ngăn chặn trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, nhưng nếu các ngành không nghĩ tới việc tăng cường chất lượng dịch vụ để người bệnh được hưởng lợi, thì điều chỉnh chỉ là hình thức.